Con xin phép thầy và các bạn cho con tên là Phạm Ngọc Đức và sau đây con xin sẽ được thuyết trình về sản phẩm sáng tạo của con. Chi tiết sáng tạo của con là phần tăng giảm tốc tàu vũ trụ ở đây và phím giữ di chuyển, giữ để di chuyển và thả để chậm cọ. Thì con sẽ ở phần mềm đây con tạo hai hình ảnh mình tự vẽ là speed down và speed up. Khi mà vào phần chương trình thì con sẽ import cho nó vào. Các lệnh cơ bản thì con sử dụng random, hàm random. Đây. Time speed đây, có sử dụng biến time speed random một giữa 1 và 2 để tạo ngẫu nhiên cái giảm tốc hoặc tăng tốc khi khởi động chương trình. Con cũng sử dụng thuật toán tính khoảng cách từ vật đến object, từ vật này đến vật khác để xét xem khi mà tàu va chạm và tàu va chạm với thiên thạch và biển cả mấy cái tăng giảm tốc độ để xét xem sẽ xảy ra trường hợp nào nếu chạm vào thiên thạch. Chương trình dừng ngay lập tức tại con đang chưa biết phải làm thế nào tiếp theo. Còn nếu chạm vào tăng giảm tốc độ thì sẽ tăng tốc của X hoặc của Y lên phi thuyền. Thì con sẽ sử dụng biến X-speed và Y-speed để lưu giá trị được thay đổi. Con có một vài khó khăn khi thực hiện là vẽ. Tại con không biết tí nào về sáng tạo những cái hình ảnh. Nên là con chỉ làm được đơn giản thế này trên Paint. Và tương lai thì con định thêm một con boss vào rồi trò chơi. Một con trùm để người chơi vượt qua. Và bài thuyết trình đến đây của con xin hết ạ. Vừa rồi là phần thuyết trình của Ngọc Đức. Ngọc Đức giữ nguyên màn hình đấy, tất cả các bạn khi thuyết trình xong đều giữ nguyên màn hình, thầy nhận xét nhá. Thì các bạn có thể quan sát đây là một bài thuyết trình khá là đầy đủ cơ bản. Từ Ngọc Đức thuyết trình khá là ổn về thì thầy khi thầy nhận xét thì thầy sẽ luôn luôn nhận xét theo hai phần. Một là về phần project, về kỹ thuật lập trình, về cái phần chức năng của bài, và phần thứ hai là thầy sẽ nhận xét về kỹ năng thuyết trình. Ok chưa? Thứ nhất là về project của Ngọc Đức khá là ổn rồi. Các chức năng sáng tạo của bạn ấy gồm có các bạn ấy vẽ, tự vẽ thêm cái ảnh là giảm tốc độ và tăng tốc độ, là tốc độ của con tàu chứ không phải tốc độ của thiên thạch cả. Vâng, con Đấy. là Ok, cái này thì do mình tự sáng tạo thôi. Đấy, và bạn ấy thêm chức năng ăn được thì ăn được cái đấy. Và đây thì thầy nhắc lại cho các bạn khác là những cái tính năng mà kiểm tra va chạm hay phát âm thanh hay in điểm là những tính năng mà mình sẽ học trong các buổi học sau, và mình sẽ không tính làm chức năng sáng tạo vì những cái đấy là có trong sách hết rồi, cái đấy không phải là các bạn sáng tạo trừ khi các bạn dùng phương pháp mới, được chưa? Ở đây thì thầy đánh giá cái sáng tạo ở điểm là một là sử dụng hình ảnh mới, được chưa? Bạn ấy tự thiết kế rồi chức năng mới là gì, khiến cho con tàu thay đổi tốc độ. Ok chưa? Khiến cho con tàu thay đổi tốc độ. Thì ở đây thì về kỹ thuật lập trình là Ngọc Đức đã làm khá là ổn. Ở đây Ngọc Đức ở việc mình tìm hiểu trước những cái kiến thức nâng cao trong sách, ví dụ như kiểm tra khoảng cách chẳng hạn. Đấy là bạn ấy đã coi như là đọc trước kiến thức trong sách và bạn ấy áp dụng làm, và bạn ấy đã làm được ứng dụng những kiến thức chúng ta đã học, đó là gì, lập trình cho những cái tăng speed, giảm speed, rơi liên tục, đúng chưa nào? Và có một cái phần nâng cao, có một cái phần sáng tạo, đó là bạn ấy làm thế nào đấy để random, đúng chưa, là lúc thì cái tăng tốc độ, lúc thì giảm tốc độ.
bằng cách sử dụng biến. Đấy là một cái bạn sáng tạo rất là tốt. Đấy là chính là một cái ứng dụng của cái hàm random. Đấy rất là tốt. Vì và về sau các bạn làm rất là nhiều. Ví dụ như lập trình hứng táo chẳng hạn, lúc thì quả táo xanh, lúc thì quả táo đỏ, lúc thì quả táo độc các thứ, thì mình áp dụng cái đấy khá là nhiều. Đấy, và Ngọc Đức ứng dụng thế khá là tốt nhá. Thì về phần kỹ thuật lập trình, bài này là một bài có kỹ thuật lập trình tốt, ứng dụng được những kiến thức đã học. Còn về cái phần kỹ năng thuyết trình thì thầy có lời khen, đây có phải lần đầu tiên Ngọc Đức thuyết trình không hay là mình có kinh nghiệm thuyết trình rồi? Có một ít kinh nghiệm thuyết trình trước lớp ạ. Và đây thì thầy đánh giá là Ngọc Đức đã có sự chuẩn bị về mặt nội dung. Nội dung Ngọc Đức thuyết trình khá là đầy đủ theo đúng các phần, đó là gì, mình sẽ giới thiệu này, mình mô tả cái chức năng của mình này, sau đó mình giải thích mình làm những chức năng đấy như thế nào này, và bạn ấy có cả giải thích về nguồn hình ảnh luôn, rất là tốt. Cái nguồn hình ảnh nhiều bạn rất quên, rất hay quên đấy. Và bạn ấy có giải thích về mình đã lập trình chức năng đấy như thế nào, và cuối cùng vẫn có phần chia sẻ là những khó khăn gặp phải và ý tưởng trong tương lai. Đấy, một bài thuyết trình ra đầy đủ. Tuy nhiên Ngọc Đức vẫn hơi về kỹ năng thuyết trình, cái việc mình nói mình chưa thật sự là tự tin. Đấy, có vẻ là vẫn vừa nói vừa suy nghĩ, có vẻ là chưa thuộc lắm hay là chưa nhớ lắm hay là gì đấy, nhưng vẫn còn ngập ngừng, chưa thực sự tự tin. Nếu mà Ngọc Đức mà luyện tập nhiều hơn thì sẽ rõ ràng rành mạch tự tin hơn, đúng chưa? Mình tưởng tượng là mình thuyết trình mình phải gọi là cực kỳ tự tin, rồi mình thậm chí vừa nói hết sức rõ ràng rành mạch đấy. Và ở đây thì coi như là lần đầu tiên các bạn thuyết trình như thế này là ổn rồi, coi như là thuyết trình cái sản phẩm lập trình. Đây chưa, lần đầu tiên thuyết trình sản phẩm lập trình. Còn trước đấy các bạn thuyết trình môn toán, môn văn, môn khác ở trên lớp thì thầy không biết, nhưng mà ở đây thì lần thuyết trình sản phẩm lập trình như này là đạt yêu cầu rồi đấy. Và như này về sau các bạn chỉ cần rèn luyện thêm là chúng ta có thể nâng cao cái trình độ thuyết trình của mình lên, ok chưa? Đấy, một bài như này là đạt nhá. Rồi ok, đấy là phần của Ngọc Đức nhá. Ngọc Đức đã hoàn thành rồi.